Rồi bây giờ thì mình sẽ dừng lại để mình vào trong cái store này mọi người ơi. Nghe bảo là cái store này người ta bán rất là nhiều đồ ăn và thịt con hươu, con nai và con bò rừng đó mọi người. Đó. Đây, store này là rất là nổi tiếng và có từ lâu đời rồi, được thành lập vào năm 1904 mọi người ơi. Đó. Siêu lâu đời luôn. Trong này thì bán rất là nhiều loại alcohol nè mọi người. Giờ mình vào mình coi là có những gì này. Wow. Bán cả mấy cái đồ để mình đi du lịch nữa mọi người. Này là ống nhòm này. Đó. Này để mình đựng nước này. Nước đá hoặc là nước nóng cũng được nữa. Bên này là xúc xích mọi người, xúc xích này, xúc xích, rồi cá hồi này, mấy cái đồ ăn liền á. Này là thịt heo, heo khô khô mình mở ra mình ăn liền luôn. Thịt bò này, này là xúc xích bò. Ở trong này là có phô mai này. Qua bên này coi có những gì nữa nha. Bên này là hàng nước uống. Qua bên này là hàng trái cây. Trái cây ở đây mấy loại dưa này người ta cắt sẵn này. Nó đang on sale mọi người. 49 đồng một bao măng tây này, nấm này, ớt nè, bắp, có đầy đủ hết ha. Bên này là bánh mọi người, bánh ngọt. Coi chồng mình ảnh lấy bánh gì đây không biết. What do you want? I don't know. Not too sweet. Anh lấy cái bánh này. Đây là thịt bò rừng này mọi người. Đây, ta bán một cái miếng nhỏ nhỏ này này. Giá của nó ở trong này người ta bán là 19 đồng cho một thao mọi người ơi. Khá là mắc luôn đó. Tầm bằng tiền cô hàng đế rồi. Rồi mình sẽ lấy thịt bò rừng về để mình làm lẩu nha mọi người. Ăn lẩu ở ngoài trời cho nó đã cuộc tình luôn mọi người ơi. Đó, mình mua thêm rau đây này. Hồi qua mình mua có tôm rồi nên là bữa nay mình sẽ ăn lẩu thịt bò rừng và tôm và rau thôi. Wow, cả ngày hôm nay á tụi mình lái xe đi một vòng khắp cái vườn quốc gia này luôn mọi người ơi. Rất là xa luôn á. Trời ơi, đi cả ngày luôn mệt lắm rồi. Và bây giờ hiện tại là 7 giờ rưỡi tối rồi. Trời thì nó gần tối rồi á, nhưng mà bây giờ mình quay trở lại đây lại trại này. Đây. Trại của tụi mình đó, mình cứ để vậy đi á, không có ai lấy hết đâu. Thì xung quanh cũng có mấy người cũng để trại này mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ tranh thủ để nấu lần này mình sẽ nấu tôm chăm, lẩu tôm chăm với lại là thịt bò rừng lúc sáng mình mới mua đó. Đó, đây nè. Rồi đây là có rau nè. Có bắp, có nấm. Nấm nè. Bắp nè. Đó, và mình sẽ ăn cùng với là mì gói mọi người. Mama. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ nấu, tranh thủ nấu thật nhanh vào, không là trời sẽ tối mọi người. Mình nghĩ là chắc chắn sau khi mà mình nấu xong là trời sẽ sẫm tối luôn. Có lẽ là tụi mình sẽ ngồi ăn và phải lấy cái đèn pin đó mọi người, bỏ lên đầu để quay cho mọi người cùng ăn tối cùng với tụi mình. Đó. Này bên này có mấy cái anh kia đang đốt lửa này. Tụi mình cũng tính đốt lửa nhưng mà mọi người biết sao không? Tối rồi á, muộn rồi mà cái đoạn này này
trời mới mưa xong mọi người ơi. Nó rất là ướt. Bây giờ mình mà đốt á, lâu lắm mọi người, không biết khi nào cho xong luôn. Nên là thôi mình tranh thủ nấu để mình ăn rồi, để mà mình tiếp tục đi vào lều và mình ngủ, để sáng mai mình còn đi tiếp nữa. Miếng thịt này thế đã ao. Mặc dù đi cắm trại nhưng mà không quên nhiệm vụ là quay video nấu ăn tối cho mọi người cùng xem. Thịt bò rừng nó có cái màu nó đỏ đỏ sẫm sẫm mọi người ơi. Mình cắt ra xong mình sẽ ướp một ít gia vị, sau rồi mình sẽ ăn, mình nhúng vào thôi, mình nhúng lẩu mọi người. Lẩu thịt bò rừng mình sẽ cho bắp vào luôn nha, cho nó nhanh, cho nó sôi rồi cho rau cho bò vào ăn cho nó nhanh mọi người. Mình có cả tôm nữa. Mọi người ơi, này nhìn cái nồi lẩu của mình này. Wow, nồi lẩu giữa rừng luôn, hấp dẫn không? Sôi sùng sục luôn, có bắp nấm rồi cà chua rồi bí ngòi, tôm, có đầy đủ hết. Bên này dĩa thịt bò cho mình xắt này, xắt đẹp ha. Rồi bên này là dĩa rau này mọi người. Đó, quá đã luôn. Ăn xong nồi lẩu này là bắt đầu nằm ngủ trong lều là quá tuyệt vời luôn. Và vì là ánh sáng có hạn nên là tụi mình dùng đèn của máy của hai đứa này. Đó, bên này là máy của mình và bên này là máy của chồng mình. Hy vọng là nó sẽ có đủ ánh sáng, nhưng mà kệ, không đủ thôi cũng được, cho nó vui, gọi là trải nghiệm đó mọi người, làm kỷ niệm nha. You had to be trời ơi, không nhìn thấy gì hết. Rồi, mời mọi người cùng ăn tối với hai vợ chồng mình nha. Mời mọi người. Mong là mọi người cũng thấy. Wow. Your head has to be moved around to see the food. Rồi, mình thử nước sôi rồi thì mình thử cái thịt bò này coi này. Này, đó, miếng thịt bò này, chịu nổi không? Giờ quay như này, quay như này, cái đầu của ông cứ lúc lắc lúc lắc để nhìn thấy đồ ăn. Hấp dẫn quá. Bỏ vào mấy miếng luôn, bỏ rau vào nữa. Trời ơi, hấp dẫn quá mọi người. Thấy không ta? Như vậy chắc là thấy này. Too bright. Quay máy. Thử miếng coi. Rồi, mời mọi người nha. Ngon quá. It's really good. Is it? Try it. Trời ơi, cái thịt nó ngon. Nó ngọt và thơm thịt mọi người. Thề luôn á. Really good. Better than beef. Ngon hơn thịt bò bình thường nhiều. Better than beef. Nó mắc mà, mắc hơn thịt bò bình thường nhiều mà. Nên là nó ngon. Bò rừng người lúc nào nó cũng ngon, kể cả con heo rừng. Cái gì rừng, gà rừng cũng ngon nữa mọi người.
cứ rừng là ngon hết. Bây giờ ngồi giữa rừng luôn. Make a thumbnail. Ok. Yeah. Làm thumbnail này mọi người. Không nhìn thấy mặt đâu hết luôn. Khổ thiệt chứ. Cũng vui ha. Ăn như này mới vui mọi người. Làm kỷ niệm. Để sau này về già có cái xem lại cho con cháu xem á. Mà kể mình quay như này cho người thân ở nhà Việt Nam, ba mẹ mình rồi anh chị em mình coi á, người ta cũng thấy giống như là enjoy với mình, cuộc sống bên này. Hoặc là mình quay lên cho các bạn coi cũng vậy, để các bạn hiểu rõ hơn về cái cuộc sống của hai vợ chồng mình. À hồi tối mọi người, nằm ngủ ở trong cái lều á, trời ơi, nó ấm mọi người ơi. Mình ngủ trong cái túi ngủ á, đến nỗi mà nóng, khoảng 3-4 giờ sáng nóng mà mình cởi ra luôn á mọi người. Trời ơi. Và hồi tối mình mơ ác mộng mọi người. Chồng mình cũng mơ ác mộng luôn. Mơ là con gấu nó đến nó vồ hai tụi mình. Tại vì nó ngửi thấy mùi thức ăn á. Không biết tối nay có ngủ mơ này không. Ngủ mơ mà cái người mình cứ giật xong chồng mình phải giữ mình lại á mọi người, giống như kiểu là bị bóng đè á. Anh tưởng mình có chuyện gì, tưởng là bị động kinh mọi người. I tell them about our dream last night. Yeah. Yeah. Uh-huh. Chồng em was shaking. Yeah. Shaking in her sleep. Chồng mình hoảng. It's good. You like it? Mm-hmm. Được. Giờ mình bỏ thêm mì tôm vào đây. À hồi tối nằm ngủ cái khoảng 1 giờ sáng mọi người. Cái thấy nghe thấy tiếng con bò rừng đó mọi người, nó kêu mọi người. Nó đi xung quanh này nó kiếm thức ăn đó mọi người. Mà không dám ra mọi người. Sợ nó vù mình. Mà nó đi nó đụng phải xe của người nào á, mà xe nó kêu lên cả tất cả đoạn này này, ai cũng nghe hết á. Nó kêu như là xe hơi thì mọi người biết đó, ví dụ như có ai trộm mà người ta đụng vào á là nó kêu mọi người đó. Con bò rừng nó đụng vào mọi người, vui lắm, mình tỉnh dậy luôn. Sáng dậy thấy thiên nhiên á, thích lắm mọi người. Ngủ dậy cởi lều ra thấy tiếng chim hót, thức dậy giữa rừng. Ngon quá, cho thêm thịt bò vào nữa đi. Ngày hôm nay tụi mình đi khá là nhiều địa điểm, mấy cái vùng mạch nước ngầm rồi suối nước nóng đó, đi được nhiều rồi, thác nữa. That tastes good. Super good, babe. I'm surprised we found Tom Yum soup base out here. No. Bập bùng. Chỉ có mỗi là thiếu ánh sáng thôi, còn nữa là ok hết. Mọi người thấy im lặng không? Im lặng như tờ không? Xung quanh đây nhiều người lắm á. Mỗi người một góc, mỗi nhà một lều. Nhưng mà yên lặng lắm mọi người, không có ồn ào. Tụi mình đang tính là có nên mua thêm thịt bò rừng về để tủ lạnh ở nhà để ăn nữa. Ngon quá đi. Tại vì chủ mình không có thịt bò rừng này. Này là bò rừng Bắc Mỹ. Chỉ có cái vùng Bắc Mỹ này mới có thôi. Mm-hmm.
It's really good. It is good. I love it. Nấm cũng ngon, tôm ngon nữa. Bắp cũng vậy luôn. Gì ngon hết. Mình tạm tưởng như là mình đưa đồ đi ăn theo như thế này nè. Dã ngoại á, thì nó ngon hơn là nấu ở nhà mọi người. Không biết là đã ai làm cái vlog kiểu như mình, như tụi mình chưa? Ngồi ăn giữa rừng, không có điện. Ngon á. How do you guys like the camp version of Nah Hood? It's kind of cool, huh? Cho mình hỏi đó là các bạn thấy có thích cái những cái video mà tụi mình đi ra ngoài ngoài rừng này cắm trại như này không? Có thấy ngầu không? Cục xì ngầu, ông ba lắp, ông hút lắp. The noodle skip. Ngoài trời lạnh lắm. Này là tụi mình mỗi lần đi cắm trại á, thường là ăn đồ nướng hoặc là ăn lẩu mọi người, cho nó ấm. Chỉ có hai món này mới hợp thời tiết như này thôi. Mình nghĩ là ở Việt Nam thì hầu hết bạn nào cũng thích cắm trại kiểu này đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam mình thì ít hiếm chỗ nào mà để mà mình cắm trại cho an toàn ha. Và cái hình thức cắm trại ở Việt Nam vẫn chưa có được gọi là phát triển lắm. Ví dụ như là mình đi cùng bạn bè á, mình thấy vẫn chưa ít người làm á. Có nhưng mà ít. Can you put some beef in there? Này. Here we go. Oh, thêm, oh, hết ly ha. Thêm bò, hết bò luôn đi. Mình cho đã, ngon lắm mà. Should we buy more bison? Maybe on the way home. Yeah, on the way home. Yeah. Make a barbecue. Yeah, we'll stop and try to get some fresh one though, you know. Mình hỏi cho mình là tụi mình có nên là mua thêm thịt bò rừng về nữa không? Đặc sản á, mua về ăn dần. Anh nói là chắc là mình sẽ dừng lại ở một cái chợ người ta chuyên bán bò rừng để mình mua về. Cái chợ này vẫn chưa phải là chuyên luôn này. Có một chợ chuyên luôn nữa. Mua về mình làm barbecue nữa. Ngon lắm. No, I never thought we could have a hot pot this good outside, like this. This far away from home. That's even better than you could expect. I mean, I don't know about better than at home, but the bison's better. Yeah. It's really good, isn't it? Yeah. It is good. And I like the way like we eat hot pot and grill outside. The weather is really cold. It's perfect. This is the way you should eat hot pot, I think. Mình bỏ trong này nửa ký tôm mọi người. Tôm hồi qua mua mà mình bỏ trong cái hộp đựng thức ăn mà giữ đông lạnh á. Đá nó vẫn chưa tan luôn mọi người. Hai ngày rồi. Công nhận là xịn thiệt. Tôm mình tươi ngon. Mấy ngày nay á mình đi nó mưa. Ở đây nó mưa mọi người. Tụi mình biết là nó sẽ mưa nhưng mà thực sự là chỉ có cái tuần này á tụi mình rảnh á nên là lên kế hoạch đi. Thực ra đi Yellowstone này tụi mình đã lên kế hoạch rất là lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp đi á mọi người. Nên mình đi thì mình có thời gian mình đi thôi chứ mình không có thể phụ thuộc vào thời tiết được. Biết là nó mưa nhưng vẫn đi. So good.
thử miếng bắp coi. Bắp này ngọt lắm. It's a lot of food, babe. We gotta finish it all, you guys. Ngon quá. Nguyên nồi luôn. Hai vợ chồng ăn non nê luôn. Đây mọi người, tụi mình đã ăn no nê rồi. Bây giờ còn một ít đây nữa thôi. Thì tuần này mình có thể sáng mai hâm lại và ăn sáng được đó mọi người. Đó, vẫn còn mì tôm nữa. Cho mì tôm vào này, quá trời thịt rồi, nấm rồi, tôm này. Đó, có bắp nữa. Rồi thì tụi mình sẽ dọn dẹp cho sạch sẽ. Và đồ ăn á, ví dụ như mấy cái nồi niêu xoong chảo đồ á, mà nó dính, vẫn còn dính đồ ăn mà mình chưa rửa sạch á, thì mình sẽ bỏ trong này. Đó, mình để trong này để làm sao để mấy con gấu đồ á, nó mà đến á, nó đến thì nó không có cậy ra được, tại vì cái này làm bằng sắt đó mọi người. Rồi xung quanh đây này, đầu kia này là một nhà này, đầu xa xa kia cũng là một nhà này, nhiều nhà lắm. Cứ mỗi chấm sáng ánh đèn đó là mỗi nhà đó mọi người, và sáng ở bên này là nhà hút. Đó. Đang dọn dẹp.